Đây là bác sĩ Nhàn sẽ khám da cho chị Phương. À, chị đang thâu sẽ chuẩn bị chăm sóc da cho chị Phương đây. Yeah. Cái này là chị quay cái này thì chị bỏ lên Facebook, cho lên Facebook là mẹ chị sẽ thấy được. À, đây là phần mặt của Nhàn. Rồi, để chị quay một vòng đi xem. Đó, đẹp nha. Khám máy trên máy tính. Ok. Em mở khám ở luôn cho nha. Ừ.